Xin chào các bác xem kênh Hải Phòng RV. Hiện nay thì đang chuẩn bị vào năm học mới rồi, cho nên là cái nhu cầu mua tivi màn hình to phục vụ cho việc học tập của các con được rất là nhiều người quan tâm. Và hiện nay thì xu hướng sẽ thay tivi bằng máy chiếu. Ngày xưa thì các bác vẫn mua máy chiếu để phục vụ việc học, nhưng mà đến thời điểm này thì chắc chắn là mua tivi màn hình to sẽ lợi thế rất là nhiều, vừa xem được đẹp hơn, rõ hơn và bền hơn so với máy chiếu. Máy chiếu dùng chỉ khoảng tầm 1 đến 2 năm là cái màn hình nó bị ố, các bác phải thay ngay màn hình. Còn TV các bác dùng thoải mái, hết năm học vẫn ok. Vì vậy mà cái nhu cầu mua TV màn hình to để phục vụ cho việc học được rất là nhiều người quan tâm. Trong video này thì em sẽ giới thiệu cho bác 4 cái mẫu TV màn hình to size 75 inch để các bác tham khảo mua nếu như có nhu cầu. Bác nào mà muốn mua hàng bên em, các bác có thể gọi về số tổng đài đó 0974 178586. Thì bên em sẽ tư vấn và bán hàng cho các bác. Sau đây thì em sẽ bắt đầu vào video ngày hôm nay. Ở dòng TV màn hình to 75 inch giá rẻ thì không thể thiếu dòng TV của TCL hiện tại bên em đang bán. Mẫu TV của TCL màn hình 75 inch bên em đang có 2 mẫu, đó là mẫu 75P635 và một mẫu nữa là 75P638. Hai cái mẫu này thì có thiết kế bên ngoài giống nhau. Màn hình độ phân giải là 4K, tần số quét là rơi vào là 60, công nghệ nét nền Direct và tấm nền VA. Độ phân giải màn hình 4K rồi cho nên các bác sử dụng cho việc học thì cực kỳ nét, đẹp, nhìn rất là rõ các bác nhá. Màn hình 75 inch thì độ rộng nó rơi vào là 1m67, 1m66. Chân đế để hai bên như này. Với việc dòng TV 75 inch của TCL ấy, thì hiện tại bên đang bán giá thành thì cực kỳ rẻ. Mẫu 75P635 bán trừ hết quà, giá thành nó rơi vào còn 13.310.000. Còn cái mẫu 75P638 thì đang được giảm giá sốc và giá thành bán trừ hết quà rơi vào là 12.920.000. Mẫu TV 75P638 của TCL. Mẫu đó thì hiện tại bên em vẫn còn hàng mới nguyên hộp trong kho. Bác nào mà muốn mua, các bác cứ liên hệ đến số tổng đài 0974 178586 thì bên em sẽ tư vấn cho các bác. Hoặc là các bác nào muốn nhìn hàng thực tế, các bác cứ gọi về video thì em sẽ bên cái kho của em thì ở bên ngoài thì em sẽ lên kho và quay cho các bác. Còn trong cái quầy này thì em đang còn chỗ để bày duy nhất dòng 75P635 thôi. Các bác có thể thấy trên quầy kệ em cũng bày kín hết rồi, không còn chỗ nào để bày nữa. Vì vậy mà cái mẫu đó thì em đang cất trong kho. Hàng mới nguyên hộp 100%, hàng mới sản xuất trong năm 2023. Bảo hành sẽ là 2 năm chính hãng tại nhà và hỗ trợ 1-1 trong vòng 3 ngày đầu tiên. Hệ điều hành vẫn là Google TV, có cả tìm kiếm trong tiếng Việt mẫu 75P635 và 75P638 của TCL. Mẫu này thì đang bán giá là 13.310.000, còn mẫu 75P638 là 12.920.000. Dòng thiết kế là viền mỏng, viền bằng kim loại, chân đế để hai bên và có treo tường được không nhá. Các bác mà muốn treo ở trong lớp học thì các bác cũng có thể mua thêm giá treo để treo. Thường thì mọi người sẽ thiết kế thêm cái giá treo riêng. Còn nếu như giá treo bình thường để giống như trong nhà ấy, thì bên em đang bán giá treo cho TV 75 inch rơi vào là 300.000. Trên TV nó cũng sẽ có những cái lỗ để các bác treo tường nhé. Đây, những cái lỗ này, 4 cái lỗ để các bác bắt giá treo, để các bác treo lên tường. Đấy, dòng TV 75 inch của TCL, các cổng kết nối đầy đủ hết như là HDMI này, cổng tai nghe này, các bác có thể kết nối sang được. Hoặc các bác bây giờ có thể kết nối qua cái Google Chromecast để các bác kết nối từ máy tính sang TV hoặc là từ điện thoại sang TV rất là dễ, phục vụ cho việc học tập hoặc là giải trí cực kỳ tiện lợi và nhanh gọn, chứ không như là máy chiếu. Máy chiếu thì rất là kịch và cái màu sắc trên màn hình máy chiếu cũng không được nét như TV. Độ phân giải màn hình 4K thì các con học thì cực kỳ nét. Và không chỉ dành riêng cho nhu cầu tập, nếu bác nào mà muốn tìm dòng TV giá rẻ để xem TV ở nhà thì cái mẫu này cũng hoàn toàn là hợp lý, bởi vì giá thành cực kỳ rẻ. Dòng TV của TCL thì vẫn là bảo hành 2 năm chính hãng tại nhà và hàng thì sản xuất tại Việt Nam. Mẫu 75 inch, màn hình độ rộng này, chiều rộng này sẽ là 1m66, 1m67. Tìm kiếm trong tiếng Việt cũng sẽ có, sử dụng Google TV đầy đủ hết tất cả ứng dụng và có thể kết nối sang TV, kết nối sang điện thoại và máy tính rất là dễ. Đây là cái mẫu 75P635 và mẫu 75P638 của TCL, giá thành được khoảng 13 triệu trở lên, 13.330.000 và 12.920.000. Hai cái mẫu đó được giảm giá rất là nhiều. Qua hai dòng TV của TCL, bác nào mà muốn tham khảo những mẫu TV màn hình đẹp hơn nữa thì sẽ có dòng TV của LG.
màn hình đẹp hơn, màu sắc đẹp hơn thì các bác chọn dòng TV của LG 75 inch, 75UQ8000 của LG. Đây là cái mẫu TV 75 inch giá rẻ nhất của hãng LG. Màn hình thì cực kỳ đẹp các bác nhá, màu sắc thì rất là ok. Các bác chờ một chút em sẽ bật cái màn hình lên. Đây là mẫu 75UQ8000 của LG. Độ rộng màn hình nó vẫn là 1m67. Màn hình độ phân giải là 4K, tần số quét là 60, công nghệ nét nền Direct và tấm nền IPS. Tấm nền IPS thì cho góc nhìn rộng hơn. Các bác cũng biết là trong cái lớp môi trường lớp học ấy thì rất là rộng, và có những bé thì ngồi ở bên ria thì nhìn không nhìn được thẳng. Vì vậy mà cái tấm nền IPS này rất là phù hợp với cả lớp học. Khi mà có góc nhìn chéo thì cái màu sắc trên màn hình nó cũng sẽ không bị thay đổi, không bị ảnh hưởng đến mắt nhìn của các con. Đây là cái lợi thế dòng TV của LG. Mẫu 75UQ8000. Mẫu này thì cũng sẽ có tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt và điều khiển chuột bay Magic Remote. Rồi các cái kết nối với máy tính, kết nối với cả điện thoại cũng rất là dễ dàng qua cái ứng dụng AirPlay hoặc là qua ứng dụng của LG. Các bác hoàn toàn có thể kết nối sang máy tính và điện thoại được. Sử dụng là hệ điều hành là webOS mới nhất của LG trong năm 2022. Mẫu này thiết kế bên ngoài viền là viền nhựa, chân đế để hai bên, và treo tường thì cũng sẽ vẫn treo tường bình thường thôi nhé. Mẫu TV nào cũng sẽ treo tường được. Đây, ở trên TV nó sẽ có những cái ốc này. Ở đây sẽ có những cái ốc bắt sữa. Các bác mà muốn treo tường thì các bác xoáy ốc ra, xong đó các bác bắt vít, bắt cái giá treo vào bốn chỗ này. Đây, để các bác treo tường. Các cổng kết nối đằng sau cũng sẽ đầy đủ kết nối USB, kết nối HDMI. Hiện tại thì giá thành cái mẫu 75UQ8000 này thì bên em đang bán giá thành trừ hết quà thì sẽ còn là 16.440. 75UQ8000 của LG 16.440. Bảo hành sẽ là 2 năm chính hãng tại nhà. Sản xuất nhập khẩu chính hãng tại Indonesia, hàng nhập khẩu các bác nhá. Đây. Nhà sản xuất LG, xuất xứ Indonesia. Công suất danh định là rơi vào 250W. Tương đương với bật 1 giờ thì dòng này tiêu tốn khoảng 0,25 số điện, cũng rất là tiết kiệm. Mẫu 75 inch, màn hình to. Giá thành thì 16.440 thời điểm hiện tại. Rất là phù hợp cho các bác mua về, các bác xem ở nhà cũng được, hoặc các bác phục vụ cho việc học tập của các con ở trường cũng được. Mẫu 75 inch của LG. Qua dòng LG thì sẽ còn thêm dòng TV của Samsung, màn hình cũng đẹp và giá thành cao hơn một chút, nhỉnh hơn một chút. Mẫu 75AU7007 của Samsung cũng là một cái mẫu mà lựa chọn phù hợp với cả môi trường học tập, vì giá thành nó cũng tương đối là rẻ chứ không phải là cao. Dòng 75AU7007 này thì màn hình độ phân giải là 4K, tần số quét là 60, công nghệ nét viền và tấm nền VA. Về màu sắc độ sáng trên màn hình TV của Samsung thì nó sẽ sáng hơn, màu sắc nó sẽ cao hơn so với cả LG. Màu sắc nó sặc sỡ, màn hình sáng, đẹp hơn. Về tính năng thì cũng sẽ có tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt và có thể hỗ trợ kết nối sang điện thoại, sang máy tính laptop một cách dễ dàng, cũng là qua cái AirPlay hoặc là qua kết nối không dây, hoặc các bác cũng có thể kết nối qua dây HDMI đều được. Mẫu này thì thiết kế bên ngoài viền mỏng viền bằng nhựa và chân đế để hai bên. Treo tường thì cũng sẽ có thể treo được các bác nhá. Treo tường thì nó cũng sẽ có những cái lỗ treo chờ sẵn đây, để các bác có thể bắt vít, bắt giá treo để treo tường. Về giá thành thì hiện tại cái mẫu 75AU7007 này đang bán giá thành trừ hết quà rơi vào 17.710.000. Trừ hết quà rồi, bảo hành là 2 năm chính hãng tại nhà, hỗ trợ 1-1 trong vòng 30 ngày đầu tiên. Đây là cái mẫu TV 75 inch, giá rẻ, giá tốt của Samsung, màn hình đẹp, độ phân giải 4K. Phù hợp với rất là nhiều gia đình, các bác có thể xem trong nhà cũng được, hoặc các bác sử dụng cho việc học tập của các con ở trường cũng được. Giá thành thì nó không phải là cao, giá cái mẫu TV Samsung màn hình đẹp này chỉ có 17.710.000 thôi, bảo hành thì 2 năm. Cái việc mà thay thế màn hình TV cho với cả máy chiếu thì bây giờ gần như trường nào cũng sẽ áp dụng rồi. Ngày xưa thì vẫn còn mua máy chiếu nhưng mà bây giờ rất là ít. Mấy năm gần đây thì cái thời điểm gần vào năm học mới, cái dòng TV màn hình to bán rất là chạy các bạn nhá. Bởi vì so sánh cái lợi ích mà mua TV thay vì màn hình máy chiếu thì nó có rất là nhiều lợi ích. TV giá thành bây giờ thì giá nó cũng gần tương đương với máy chiếu,
có khi còn rẻ hơn chứ không phải là cao. Và màn hình TV thì màn hình 4K, độ phân giải 4K, màn hình nhìn sẽ đẹp hơn nhiều, sắc nét hơn, sáng hơn so với việc dùng máy chiếu. Dùng máy chiếu nhiều khi rất là mờ, các bác ngày xưa bác học cũng đã biết rồi, máy chiếu nhìn rất là mờ. Trong cái môi trường có ánh sáng cao, giống như trong lớp học thì máy chiếu nhìn không được rõ, TV thì nhìn rõ hơn, nét hơn. Thao tác kết nối cũng dễ dàng hơn, điều chỉnh dễ dàng hơn, và quan trọng là còn giải trí được nhiều hơn so với cả máy chiếu. Ngoài giờ học thì còn có thể giải trí thêm bằng việc sử dụng TV. Như vậy là thay vì mua máy chiếu thì hầu hết bây giờ các bác chuyển sang mua TV, áp dụng TV thì nó sẽ có nhiều lợi ích hơn. Giá thành thì nó cũng tương đương hoặc là rẻ hơn chứ không đắt hơn nữa. Thì trên đây là 4 cái mẫu TV. TV 75 inch của Samsung này, của LG và của TCL. Màn hình to phù hợp cho môi trường học tập, môi trường trong trường học. Hoặc các bác cũng có thể mua về nhà để sử dụng, giá rẻ, màn hình đẹp, để các bác có thể tham khảo. Bác nào mà muốn mua TV bên em, các bác có thể gọi về số tổng đài đó 0974178586 thì bên em sẽ tư vấn thêm, tư vấn chi tiết cho các bác. Bên em có bán hàng toàn quốc và có cả trả góp toàn quốc. Bác nào mà muốn trả góp thì các bác cứ liên hệ bên em sẽ tư vấn cho các bác. Trả góp thì thủ tục rất là đơn giản, không cần phải đến tận nơi để làm hồ sơ mà có thể duyệt qua điện thoại, làm thủ tục hết qua điện thoại đều được các bác nhé. Video cập nhật 4 cái mẫu TV màn hình đẹp, giá rẻ, size to đến đây cũng xin kết thúc. Rất cảm ơn các bác đã xem hết video. Bác nào mà thấy video hay, có ích thì đừng quên cho em xin một đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi và ủng hộ em ở những video sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau.